Xin chào anh em. Như ở cái video trước mình đăng á, cái video mà hướng dẫn anh em cái cách nuôi chim nâu và để cho chim nâu nó mau tự biết mổ, thì ở video trước mình đã nói rồi, cái chim nâu mới bắt ra thì cần phải sưởi ấm, quan trọng là phải sưởi ấm cho nó. Với lại cái thức ăn á, thì như cái video trước mình đã hướng dẫn là cám thì nên dùng cám gà con cộng với các mồi tươi như dế, sau và những cái loại vitamin và canxi thì mình cũng có nói trong video trước. Nếu như các bạn anh em chưa xem thì có thể vào lại cái video mình đăng hôm trước á, thì để coi lại. Còn bây giờ mình xin nói tiếp theo cái ý mà cái video trước mình nói chưa hết. Nghĩa là cái video trước mình nói là đến cái đoạn Để tập để cho cho chim con nó chim con mau biết nó biết ăn á, tập cho chim con thì chúng ta nên hạn chế cái thời gian, khoảng cách cái thời gian cho ăn lại. Ví dụ như bình thường tiếng rưỡi 2 tiếng là mình cho nó ăn, nhưng mà khi mình tập á thì cỡ 3 4 tiếng mình mới cho nó ăn một lần. Có nghĩa là mình để mình kích thích cho con chim nó đói, nó đói là nó sẽ tự động nó bản năng của nó sẽ tự tìm cái thức ăn á. Khi mà mình đút á, mình đút cho nó ăn thì nó thấy mình gắp chuối hoặc là xuống cám cho nó ăn thì nó đứng cầu, nó lớn rồi, cho nên là nó nhận thức được rồi. Với lại mình để trong cái lồng nhỏ thì nó ít bay nhảy, nó đứng đó thì nó thấy cám với lại chuối là nó phải ăn thôi. Với lại trong cái thời gian mà mình tập cho nó ăn á, thì mình nên treo cái lồng ở chỗ ván người một xíu. Chứ có chứ con chim con á, mà nó cứ thấy thấy mình á, là nó đói là nó đòi ăn nè. Nó đòi ăn là nó không chịu tự mổ chuối. Nên mình treo chỗ ván người xíu là nó thứ nhất là nó không đòi ăn, với lại nó yên tĩnh, là nó đói là nó tự xỉa chuối hoặc là cám nó ăn dần dần là nó quen. Lại một lưu ý nữa là các bạn nuôi chim con á, là không nên cho nó uống nước. Như mình thấy là cho uống nước là chim nó dễ bị đau bụng, với lại xui xui á, nó không hiểu sao mà nó nước giống như là nó bị sặc nước á, là nó sẽ sinh ra con chim nó dễ bị nước nó vô phổi á, nó ngóp 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 á. Khi mà bị thế đó thì rất là khó chữa, dễ chết lắm. Nói chung là xui xui nó bị, nhưng mà mình cứ phòng trước. Khi mà con chim nó tự khi mà nó cho uống nước, khi mà nó đã biết ăn trái cây và biết ăn ăn, ăn cám rồi, ăn cám sơ sơ là mình bỏ nước vào cho nó uống được rồi. Với lại về cái mình chú ý là khi mà nuôi chim con là nó nếu mà thiếu canxi thì nó rất là dễ bị yếu chân á. Mà khi mà nó yếu chân á, thì mình trị là bằng cách đó, là mình có thể là có nhiều cách, nhiều anh em có nhiều cách khác nhau, nhưng mà mình đó là mình bỏ cái lá thầu đau á, bỏ cái lá thầu đau vào cho nó, với lại hạn chế ăn dế, với lại bổ sung thêm canxi. Với lại khi mà một một con chim nâu mà nó bị bệnh á, bệnh bất kỳ gì đó, thì chúng ta nên tách cái con chim nâu đó ra khỏi bầy, đừng có để chim nâu đó là nó dễ bị lây cho những con chim khác. Với lại cái bệnh hay gặp nữa là con chim nâu nó hay bị chim nâu nó hay bị phân sống á. Phân sống là nó có nghĩa là nó bị đau bụng á, thì chúng ta cũng 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 hạn chế ăn dế lại.
Với lại mình đau bụng thì mình cho nó ăn chuối mà, chuối móc á, chuối nai á, hơi ươm ươm xíu cho nó, tại vì trong trong cái chuối mà ươm ươm nó có vị chát á, là nó sẽ hạn chế được, với lại nó mau khỏi hơn. À, rồi mình xin cảm ơn anh em nha, rồi tạm biệt anh em.